Trên thế giới, WHO 10.000 ca tử vong do COVID trong một tháng. Ireland phát hiện nhóm người Việt trong container đông lạnh. Xung đột Hamas-Israel, tình hình nhân đạo tại dải Gaza ngày càng bi đát. Ecuador, hơn 125 nhân viên trại giam bị bắt làm con tin. Hàn Quốc nói Triều Tiên biến Ukraine thành bãi thử tên lửa. Tại Việt Nam, phổi trắng xóa sau 3 ngày nhiễm cúm A. Nhiều trường mới bỏ hoang vì quy định phòng cháy chữa cháy. Thịt heo giảm giá vẫn ế. Xăng dầu đồng loạt tăng giá. Trần Tiến chào mừng quý vị quay trở lại với video tối nay ngày 11 tháng 1 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành. Mở đầu chương trình là thông tin về dịch bệnh. Hôm nay ngày 11 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong tháng 12 năm 2023, toàn cầu ghi nhận khoảng 10.000 trường hợp tử vong liên quan tới COVID-19. Số ca nhập viện trong tháng này cũng tăng 42% ở 50 quốc gia, chủ yếu là ở châu Âu và châu Mỹ. Số người phải vào khu hồi sức tích cực tăng 62% so với tháng 11. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, dù 10.000 ca tử vong mỗi ngày vẫn ít hơn nhiều so với đỉnh dịch, mức tử vong có thể phòng ngừa này là không thể chấp nhận được. Ông Tedros cho biết, JN.1 đã trở thành biến chủng lưu hành mạnh nhất trên khắp thế giới. Ông gần như chắc chắn số ca nhiễm đang tăng lại tại nhiều nước nhưng không được báo cáo. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ các nước tiếp tục giám sát và điều trị các ca nhiễm. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO cho biết, bên cạnh COVID-19, các ca nhiễm bệnh đường hô hấp nói chung như là cúm và viêm phổi cũng gia tăng. Ireland phát hiện nhóm người Việt trong container đông lạnh. Vâng thưa quý vị, cảnh sát Ireland ngày 10 tháng 1 thông báo mở điều tra nghi vấn buôn người sau khi phát hiện nhóm người nhập cư gồm 9 đàn ông, 3 phụ nữ, 2 trẻ em bên trong thùng container trên một xe đầu kéo bên trong cảng Rosslare. Toàn bộ nhóm người này được kiểm tra y tế và hiện sức khỏe đều ổn định. Truyền thông Ireland cho hay, trong nhóm người này thì có 3 người Việt Nam, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ, còn lại là người Kurd đến từ Iran và Iraq. Nhóm người này cho biết họ đã phải khoét một lỗ nhỏ trên container do khó thở. Trước đó, giới chức Anh đã báo cáo tin cho Ireland về vụ việc sau khi có thông tin từ một người di cư. Cảnh sát cho hay họ đã chặn xe đầu kéo để kiểm tra khi nó chuẩn bị rời chuyến phà từ Bỉ đến cảng Rosslare. Cảng Rosslare là nơi tiếp nhận trung chuyển hành khách hàng hóa giữa Anh và châu Âu với các tuyến đáng chú ý đến Pháp và Tây Ban Nha. Hiệp hội Vận tải Đường bộ Ireland cho hay container đông lạnh này đã được đặt lên xe đầu kéo ở Pháp trước khi đến Zeebrugge. Xung đột Hamas-Israel, tình hình nhân đạo tại dải Gaza ngày càng bi đát. Ngày 10 tháng 1, Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo tình hình nhân đạo tồi tệ tại dải Gaza khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, gây thêm nhiều thương vong và hủy hoại không ít cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại dải đất này. Phát biểu với báo giới về tình hình tại dải Gaza, Liên Hợp Quốc lưu ý nơi này đang thiếu nghiêm trọng các nguồn lực y tế. Tính đến ngày 9 tháng 1, số giường bệnh có sẵn tại đây chỉ đủ để đáp ứng 1/5 tổng nhu cầu là 5.000 giường cấp cứu. Hơn 3/4 trong số 77 cơ sở y tế tại dải Gaza đã ngừng hoạt động, khiến nhiều người dân không có cơ hội được chăm sóc y tế cơ bản khi cần thiết. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, gần 1,9 triệu người trong tổng số hơn 2,3 triệu dân ở dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Điều kiện sống tạm bợ, tập trung đông đúc tại các khu lều trại thiếu nước, kém vệ sinh khiến họ đối mặt với nguy cơ cao bị mắc các bệnh truyền nhiễm. Liên Hợp Quốc đặc biệt quan ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung nước. Theo đó, kể cả khi đã huy động mọi hình thức từ vận chuyển nước bằng xe tải, tận dụng nước khử muối, thì lượng nước sạch cung cấp hiện nay chỉ tương đương 7% lượng nước cung cấp trước xung đột. Ecuador, hơn 125 nhân viên tại trại giam bị bắt làm con tin. Hãng Reuters dẫn tin từ Tổng thống Ecuador, ông Daniel Noboa ngày 10 tháng 1 tuyên bố nước này sẽ xử lý các băng đảng ma túy đang bắt giữ nhân viên nhà tù làm con tin. Ông liệt kê danh sách 22 băng nhóm bị xem là tổ chức khủng bố mà quân đội có quyền tiêu diệt, đồng thời ước tính toàn quốc có khoảng 22.000 thành viên băng đảng. Theo Tổng thống Noboa, chúng ta đang ở tình trạng chiến tranh, chúng ta không thể nhượng bộ trước các nhóm khủng bố này. Reuters ghi nhận, hiện tại đường phố tại thủ đô Quito và thành phố cảng Guayaquil vắng lặng hơn bình thường. Nhiều cửa hàng cùng trường học đóng cửa im lìm.
Cũng trong ngày 10 tháng 1, cơ quan quản lý tại trại giam Ecuador xác nhận 125 nhân viên bảo vệ trại giam và 14 nhân viên hành chính đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại ít nhất là 5 nhà tù trên toàn quốc. Trước tình hình an ninh xấu đi, chính phủ Ecuador đã triển khai lực lượng an ninh đến nhiều bến cảng để bảo vệ các hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng quan trọng như là trái cây hay cacao. Bộ Năng lượng Ecuador cho biết ngành dầu mỏ và ngành khai khoáng hiện vẫn hoạt động bình thường. Làn sóng bạo lực mới nhất là phản ứng trước kế hoạch xây nhà tù mới trang bị hệ thống an ninh tiên tiến, giam giữ các thủ lĩnh băng đảng của Tổng thống Noboa. Ông cũng định trục xuất tù nhân nước ngoài, đặc biệt là tù nhân Colombia, nhằm giảm tải cho nhà tù lẫn gánh nặng chi phí. Vào ngày 10 tháng 1, Mỹ và đồng minh tiếp tục cáo buộc Nga bắn tên lửa mua từ Triều Tiên vào Ukraine. Washington chỉ trích Moscow vì nghi vấn nói trên, trong khi Seoul cho rằng Kiev đang trở thành bãi thử cho tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoang John-kuk cho biết, bằng cách chuyển tên lửa cho Nga, Triều Tiên đã biến Ukraine thành địa điểm thử nghiệm các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của họ. Theo ông Hoang, động thái này giúp Bình Nhưỡng thu thập những thông tin có giá trị về kỹ thuật và quân sự. Trong một tuyên bố chung hôm 10 tháng 1, Mỹ, Hàn Quốc và gần 50 quốc gia khác đã lên án Nga sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong cuộc chiến với Ukraine, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng phá hoại chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ thông tin rằng họ đã tiến hành bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, nhưng năm ngoái, hai nước cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quân sự. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Phổi trắng xóa sau 3 ngày nhiễm cúm A. Vâng thưa quý vị, ngày 11 tháng 1, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, một người phụ nữ 59 tuổi nhập viện sau 3 ngày nhiễm cúm A, bệnh nhân đã suy hô hấp phải thở oxy. 2 ngày sau nhập viện, tình trạng suy hô hấp tiến triển trầm trọng, bệnh nhân được đặt ống thở máy. Người phụ nữ có bệnh nền béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp. Bác sĩ nhận định đây là yếu tố nguy cơ khiến cúm A tiến triển rất nhanh, đặc biệt là tổn thương phổi. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi trắng xóa, tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Sau điều trị, tình trạng phổi vẫn rất kém, bệnh nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Trường hợp diễn biến nặng khác là bệnh nhân nam khoảng 60 tuổi, phải thở máy do suy hô hấp diễn biến nặng. Một tháng qua, số ca cúm A vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tăng so với trước. Đầu tháng 1, bệnh viện đang điều trị hơn 15 bệnh nhân cúm A nặng, trong đó thì có 8 ca mắc bệnh lý nền. Cúm A là một loại cúm mùa có biểu hiện giống các loại cúm thông thường. Đây là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus, có khả năng lây nhiễm cao và lan rất nhanh. Đường lây truyền phổ biến nhất của bệnh là qua đường giọt bắn. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi công người, đảm bảo vệ sinh và những biện pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe. Loạt trường học mới xây phải bỏ hoang vì vướng quy định phòng cháy chữa cháy. Vâng thưa quý vị, đó là hiện trạng 4 công trình trường học ở huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được đầu tư 12 tỷ đồng để xây mới dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học và khu hiệu bộ, đến cuối năm 2023, công trình tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Trung Xuân đã xong, sẵn sàng đón học sinh vào học. Tuy nhiên thì do thiết kế ban đầu không có hạng mục phòng cháy chữa cháy nên công trình chưa được nghiệm thu. Do thiếu phòng học, hơn 200 học sinh đang phải học tạm trong khu nhà bán trú. Các phòng học tạm chật chội xuống cấp, sân chơi là nền đất, lầy lội vào mùa mưa và bụi bẩn vào ngày nắng. Cạnh đó, trường tiểu học Trung Hạ cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Ngoài hai trường trên, giai đoạn 2020-2023, huyện Quan Sơn còn đầu tư xây mới trường tiểu học Trung Thượng và tiểu học Tam Lư. Đến cuối năm 2023, hai ngôi trường mới hoàn thành nhưng chưa thể hoạt động cùng vì lý do đó. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, theo quy định các trường học phải đáp ứng những điều kiện như là có lối thoát hiểm, lắp đặt biển báo, nội quy, sơ đồ và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy ở vị trí dễ quan sát. Thầy cô và học sinh nhân viên trong trường đều được huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy, các thiết bị điện và hệ thống chữa cháy được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Chuyển qua những thông tin đáng chú ý khác, thịt heo giảm giá vẫn ế chưa từng thấy. Theo báo cáo mới đây, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vietsan cho biết, chưa khi nào doanh nghiệp đầu tư lớn để kích cầu như năm nay, song cũng chưa bao giờ sức tiêu thụ thịt heo lại tụt dốc như năm nay. Theo thống kê của các doanh nghiệp giết mổ, kinh doanh thịt heo và các siêu thị, chợ đầu mối tại Sài Gòn, đến thời điểm hiện tại, sức tiêu thụ cùng với các mặt hàng chế biến từ thịt heo chưa tăng, nếu so với cùng kỳ Tết năm 2023 thì đang giảm. Số liệu của Sở Công Thương thành phố cũng cho thấy, trung bình mỗi ngày, thành phố tiêu thụ chưa tới 10.000 con heo, thấp hơn bình quân các năm trước. Thị trường ế ẩm khiến giá thịt heo liên tiếp đi xuống trong những tháng gần đây.
từ tháng 10 năm 2023 đến nay, thành phố đã hai lần điều chỉnh giảm giá thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường, với tổng cộng mức giảm hơn 8%. Lần đầu điều chỉnh đây nhất là ngày 21 tháng 12 năm 2023. Các mặt hàng thịt heo giảm giá bình quân là 5.000 đồng một kg và sẽ duy trì ổn định đến sau Tết Nguyên đán. Hiện giá bán bình ổn thịt đùi heo chỉ còn 112.000 đồng một kg, thịt vai là 120.000 một kg, thịt cốt lết là 125.000 đồng một kg. Xăng dầu đồng loạt tăng giá. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 tăng 40 đồng một lít, giá bán là 21.040 đồng một lít, xăng RON 95 là 20 đồng một lít, giá bán là 21.930 đồng một lít. Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng tăng trong kỳ điều hành này. Theo đó, dầu diesel tăng 339 đồng một lít, có giá bán là 19.707 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 374 đồng một lít, có giá bán mới là 20.331 đồng một lít. Và dầu ma rút có giá là 15.815 đồng một lít, sau khi tăng 320 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục chỉ trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma rút 300 đồng một lít, không trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng khác. Ở trong nước, mới đây cơ quan thanh tra cũng đã chỉ ra các vi phạm của Bộ Công Thương về hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có việc cấp phép cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương cũng được xác định quản lý lỏng lẻo để các thương nhân đầu mối vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu, gây gián đoạn nguồn cung. Vâng thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.